Chúng ta thường nghe nói rằng các nhà sư trong Phật giáo không bao giờ ăn thịt, đặc biệt là thịt chó, và cũng không ăn 5 thứ gia vị là hành, hẹ, kiệu, tỏi và hương cừ. Tại sao lại như vậy? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngay sau đây. Chuyện kể rằng ngày xưa có một người đàn bà tên là Thanh Đề rất sùng đạo Phật. Bà ta sùng Phật đến nỗi cho rằng những cơm bánh do lúa gạo người ta trồng ở đồng ruộng thì không thể nào tinh khiết được, nên không một thứ nào đáng đem lễ Phật. Vì thế hàng năm bà ta trồng lúa nếp trong những cái gáo dừa đựng đất sạch và luôn luôn treo cái gáo đó lên một chỗ cao vì sợ có người bước qua. Khi lúa chín, bà ta thận trọng bứt từng hạt một, giã lúa bằng một cái cán dao mới tinh rồi mới đưa nắm gạo đó đựng vào bát mà dâng lên chùa. Một hôm ở một ngôi chùa lớn trong vùng có mở hội đón tiếp khách thập phương, vị hòa thượng chùa ấy cắt đặt một số sư tiếp nhận những lễ vật của thiện nam tín nữ đem cúng Phật. Bà nghe tin không quản đường xa, vội đưa nắm gạo nếp tinh khiết của mình tìm đến cúng ở chùa đó. Không ngờ mấy vị sư kia chỉ chú ý đến lễ vật hậu hĩnh của những người khác mà không ai quan tâm đến bà và nắm gạo của bà. Chờ suốt một ngày không thấy ai nhận, người đàn bà nọ tức mình, ném nắm gạo xuống đất rồi bỏ ra về. Ít lâu sau, bà ta sửa một lễ cúng Phật tại nhà mình rồi mời hòa thượng và các sư chùa đó đến tụng kinh. Theo lệ thường, trước khi ra về, chủ nhân thường làm một ít bánh cho các nhà sư ăn ở trên đường. Vì vẫn để bụng chuyện lần trước nên bà ta đã làm thịt một con chó, lấy thịt băm nhỏ với các thứ rau thơm làm nhân bánh. Sau bữa cơm chay, bà ta đem bánh đó tặng cho mỗi nhà sư một chiếc. Đoán được mưu mẹo của người đàn bà, vị hòa thượng dặn các nhà sư cầm bánh về chứ đừng ăn. Họ đều vâng lời, duy chỉ có một nhà sư là quên mất. Dọc đường thấy bánh thơm ngon, sư ta bèn bóc và ăn cho hết. Những người khác khi đưa bánh về biết là nhân thịt chó nên đều quẳng cả vào gốc cây bồ đề ở trước chùa. Tất cả những việc đó đều thấu tai Đức Phật. Trước hết Đức Phật trị tội những nhà sư tham lam. Bọn họ bị bắt xuống địa ngục, con chó được sống lại. Nhưng vì nó đã bị nhà sư kia ăn mất một chân nên lúc trở về cõi trần thế chỉ còn có 3 chân. Đức Phật thấy thế chắp cho nó một chân giả để nó tiện đi lại. Những thứ rau thơm làm nhân bánh bị vứt dưới gốc cây bồ đề cũng nhờ phép của Phật mà mọc lại xanh tốt. Vì những loại cây ấy bị nhà chùa coi là đã uế tạp cho nên sau này những người xuất gia đều kiêng không ăn. Về phần người đàn bà cũng bị tội nặng, bị đày xuống địa ngục. Có người bảo đó là mẹ của ông Mục Liên, sau này ông từng xuống dưới đó thăm mẹ. Câu chuyện trên đây được trích dẫn trong cuốn sách Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của Nguyễn Đồng Chi. Vì các truyền thuyết truyện cổ tích đều được bắt nguồn từ dân gian nên có thể đây là một cách giải thích của dân gian về Phật giáo. Chúng ta xem trên tinh thần tham khảo. Kho tàng truyện dân gian là một trong những nét văn hóa mang giá trị đặc sắc của người Việt, nhưng nhiều người và đặc biệt là giới trẻ ngày nay cũng ít quan tâm đến chủ đề này. Hy vọng những video của Nam Cánh Cam sẽ góp phần giúp các bạn yêu thích những giá trị dân gian truyền thống này nhiều hơn.